Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Video clip lần này lên sóng giới thiệu đến với mọi người cặp loa đến từ thương hiệu Proxy của Anh Quốc. Tiếp tục theo đuổi triết lý âm thanh tự nhiên nhất, thương hiệu loa Proxy đã cho ra đời model D20R được coi là bản nâng cấp hoàn hảo cho model D18, vốn là một trong những cặp loa thành công nhất và bán chạy nhất của hãng. Chất lượng và đẳng cấp của Proxy D18 đã được kiểm chứng và khẳng định trong suốt gần một thập kỷ nó tồn tại. D18 nằm trong số những cặp loa gặt hái được nhiều thành công và tạo được danh tiếng vang dội cho Proxy. Tuy nhiên, cặp loa đó lại chỉ được trang bị một tweeter đôm lụa mềm nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi mong muốn một cái giải cao, chất lượng hơn và tốt hơn, thì Proxy đã tạo ra bản D20R với loa chép Ribbon vô cùng chất lượng, cho giải cao vô cùng đẹp, được rộng mở hơn. Không chỉ cải tiến ở phần loa chép mà còn nhiều sự thay đổi khác nhằm tạo ra một phiên bản hoàn hảo hơn, nâng cấp của cặp loa huyền thoại D18. Nâng cấp củ loa bát và thiết kế lại thùng loa, sử dụng bộ phân tần mới nhằm tạo ra những cải tiến hoàn thiện cho D20R. Đầu tiên, họ đã thiết kế lại thùng loa sử dụng các kỹ thuật cộng hưởng tiếng bass đã được sử dụng trên các model cao cấp như là D30 và D40. Mạch phân tần mới chép Ribbon cũng được trang bị cho D20R. Đây vốn cũng là những linh kiện cao cấp được sử dụng trên các dòng loa D30R, D40R, Carbon K6. Những thay đổi nhằm mang đến một giải trung âm và giải cao mở rộng tự nhiên, chi tiết, lung linh và sạch sẽ hơn. Đặc biệt là giải bass sẽ trở nên sâu và uy lực hơn với cấu trúc thùng và củ loa bass mới. Vẫn mang những cái thiết kế khá là đơn giản nhưng mà lại vô cùng là đẹp và lịch lãm. Cặp loa hiện tại em đang giới thiệu đến với quý vị bạn được hoàn thiện bằng vỏ gỗ cherry, rất là đẹp, nhìn nó sáng và sang trọng, và sử dụng cấu trúc hai driver, trong đó thì một mid bass 16,5 cm có màng loa làm từ sợi thủy tinh. Loa này dùng 500 XL và có mũi hướng âm ở tâm loa bát làm từ acrylic. Loa chép Ribbon danh tiếng của Proxy tạo thành từ dải băng 1 cm xếp chồng lên nhau và có độ dài 6 cm. Một điểm rất hay trên cặp loa Proxy D20R đó chính là bố trí lỗ thoát hơi ở dưới sàn của loa. Việc thiết kế này thì giúp cho dải trầm sâu hơn, dày hơn và ấm hơn, xuống tới 28 Hz, vô cùng ấn tượng với một cặp loa nhỏ gọn như thế này. Ngoài ra thì nó cũng giúp cho chúng ta dễ dàng kê kích ở mọi vị trí trong căn phòng của chúng ta, ngay cả sát góc tường hay là sát chân tường đều có thể đặt được. Về kích thước của cặp loa này thì khá là nhỏ gọn, phù hợp với những căn phòng có diện tích ở dưới 25 m². Chiều cao của loa là 97,8 cm, chiều rộng là 19,3 cm và chiều sâu là 28,2 cm. Dễ dàng phối ghép âm ly do có dải công suất rất là rộng, từ 20W cho tới 180W, tức là chúng ta chỉ cần sử dụng một chiếc âm ly có công suất là 20W trở lên là đã phối ghép tốt với cặp loa này rồi. Trở kháng là 8 ohm và dải tần từ 28 Hz cho tới 33 kHz, độ nhạy 88 dB. Proxy D20R được đánh giá là một cặp loa dễ phối ghép, có thể lựa chọn nhiều dòng âm ly khác nhau. Ngay cả những dòng âm ly chạy Class A hoặc là những âm ly chạy bóng đèn điện tử đều có thể chơi tốt với cặp loa này. Hiện tại thì đây là mẫu loa được nhập khẩu trực tiếp từ hãng và được bảo hành hãng, chúng ta chơi hoàn toàn yên tâm. Có mức giá list đang là 120 triệu. Tuy nhiên, bên em đang chiết khấu chỉ còn hơn 90 triệu đồng. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại hiển thị trên màn hình đây để có những mức giá tốt nhất giao lưu cùng với mọi người. Ngay sau đây thì xin mời chúng ta sẽ cùng đeo tai nghe và cảm nhận âm thanh đến từ cặp loa Proxy D20R của Anh Quốc. Hvordan vil du huskes som en hage, purpur, alunrot og kaprifon? Kampanula, le, prestekrage, skvalderkål og høymugger og hornfyr. Skiftevis i skygge og i lys, sen et år men neste sommer. Hjem for sleipe snegla og for makk, tørr og gjerrig når den loder brak. Gav mild når den slapp å være tørs. Mm.
Oran ve lüksküs Som det huset Med fru deprimert På utbyggt loft Over frøken Lær seg lett bruse Samboer med lille frøken Soft Innerst inn i gangen Madame Hurpe Viser vi kontroll Mor ganger to Närmast störa fröken hyggelig Väg i väg med fru har inte tid Källen är mamma som var god cuộc tình dương gian
nghĩa lý, những người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta, niềm yêu xưa chỉ còn lại vì sao anh lẻ loi. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Để mặc anh lang thang, ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên môi tóc. Em hỡi em, có phải tình bằng giá là tình đẹp?